À, hello, xin chào Huỳnh. Dạ, chào anh Vũ và chào tất cả quý thính giả nghe đài. Ok, rồi. Bây giờ thì chào buổi sáng. Nơi mà Huỳnh đang ở giờ này thì nơi nào và thời tiết buổi sáng như thế nào và lòng có thanh thản không? Dạ, là lòng thanh thản chờ đợi anh nghe đó mà nãy giờ nghe nhưng mà ở bên đây là Washington test anh Vũ. Ok. Bellingham, gần tổng Canada. Ồ. Oh. Dạ. Đây thì biển thì ok. Khi nào anh Vũ có dịp thì cua cá salmon bên đây nhiều lắm. Anh thì cái tuổi của anh cá cũng không còn ham mà thịt cũng không còn ham em ơi. Ăn rau cải mà nghe anh nói anh rau cải mà. Rau cải tại vì mấy chục năm nay anh ăn thịt người đó, anh ngán rồi. Dạ. Cho anh nên ăn thịt người đó. Cho nên anh bỏ nói rồi. Vậy chứ. Mấy chục năm nay anh ăn thịt người nó tuyệt vời quá. Bây giờ ăn thêm cái gì cũng thấy ngon thôi bỏ. Thì anh chứng kiến những cái cảnh mà vượt biên rồi chết đó thì anh thấy là tại anh nói anh là ăn thịt người thôi anh cút. Ok thôi, cứ để cho em anh hiểu là, cứ để cho em anh hiểu anh như vậy con, đi. Để cho em dạ, hiểu như anh vậy. Anh là con người cứu người chứ không phải ăn thịt người. Ăn đó. Anh ăn nhiều lắm chứ. No, cứu người. Có cứu mà cứu có ăn, người. Có cứu mà có ăn dạ. chứ không có cứu free đâu. Chẳng hạn như bây giờ anh cứu gia đình em đây nè, đừng nói gì mà anh ăn. Đó. Ờ, chuyện gì? Em nghe anh từ hồi ở bên đài của cô Lệ Ngọc. À. Vừa anh qua bên đây á, là cái qua cái tiệm của bà chị. À. Xong em nghe đến bây giờ luôn nhưng mà em cũng là thầm lặng không có nghe thôi, chỉ nghe mình biết. Nhưng mà cứu em á, là coi như vậy nè, vợ em á là coi như một tuần lễ sáng là anh ơi đỡ em dậy. Anh ơi đỡ em dậy mà xuống một tuần lễ. Không? Nghe đài anh rồi cứ đỡ dậy. Tại qua cho nó nè. Tại sao nghe anh rồi phải đỡ dậy? Tại sao phải nó xỉu luôn hả? Không, nghe đài anh vừa nghe đài mà đỡ vợ dậy. Sau đó thì anh cho được cái bài thuốc rau. Đó. Cách đây là 2 năm, 2 cái Tết Việt Nam rồi. Em mua về, vợ em mới bệnh rau, nó không dám uống. Em mới uống 7 ngày. Thì tóc lại, vợ em nó không chịu uống, em uống. 7 ngày, tính là nhuộm tóc. Vợ em đè đầu xuống, tính nhuộm, nhưng mà mọc tóc lên tóc đen. Vợ em hỏi, uống này sao được. Mà cái tay của em á, thì cái ngón tay em giũa neo mà. Tay em nó bị sưng. Ngón cẳng cái nó bị sưng. Em uống hết. Vợ em thấy vậy. Đó, em uống hết 10 ngày. Vợ em mới uống, rồi em uống 10 ngày tiếp nữa. Em đi mua thuốc nữa, em về em uống. Cho vợ em uống, thì cái tay đã. Bữa nay là, cách nay là 2 năm. Ok. Nó lành, đó là anh cứu gia đình em. Em khỏi có đỡ vợ em vậy nữa. Ok. Tự động mà đi, tự động mà ấy. Rồi cái nữa là coi như cách đây á, là cỡ khoảng mười mấy năm, 20 năm nay rồi. Thì cái ở bên á, Cali á, thì làm cái việc mà thương phía binh. Em thấy đó là lòng cũng tốt, em cũng đóng góp cho. Nhưng mà sự thật ra em của em á, là sinh 1952, nó đi lính sư đoàn 7, nó bị thương. Okay. Nó bị thương mà nó lại là chiến sĩ xuất sắc. Người ta biểu đem gộp nốt nộp giấy tờ qua bên Cali, gửi qua Cali hết đàng hoàng hết rồi. Từ hồi gửi tới nay là từ hồi bắt đầu có cái chương trình tới giờ em của em không có được một đồng bạc nào hết. Mà chính thân em cũng gửi, bởi vì em thấy cái lòng của người thương binh là những người đó giúp cho nước mình, giúp cho nhân dân mình được ấm no, nhưng mà người ta bị tàn tật mất một cái chân, một cái tay, một con mắt, hai cái chân. Trời. Thì em cũng đóng góp, em cũng cho. Lòng đó là lòng, em cũng là người lính, nhưng mà rất tạ ơn Chúa cho em là không có bị thương, bị tật gì hết. Em qua đến đây thì em thấy vậy.
thay vì tiền đó em cho em cũng có cho, nhưng mà em cũng đóng góp. Đóng góp vô thì không tiền đâu, tưởng thương phê binh. Em thấy nhà thờ cứu thế cho thì cũng cho, cũng có cho thì mấy cha làm thì đó rất là tốt thôi. Nhưng mà thằng em của em, bà chị của em là cô Nhi Quả Phụ, từ xưa tới giờ, từ bao nhiêu năm nay mà làm công tác đó, năm lộc đứng ra kêu quang tiếng lên thì mình cũng thấy vậy, mình ủng hộ. Rốt cuộc lại em mình, bà chị chồng chết, con mất cha, vợ mất chồng, rốt cuộc cũng không có được một sen đó. Thì em thấy như vậy đó, em thấy là nó đồng tiền nó vô túi người ta là coi như là cái người ngu làm cho người khôn giàu, người nghèo người ta có lòng thương và cho đóng góp, tuy rằng đi mừng thuê mừng mướn giữa neo chết mẹ luôn, rốt cuộc lại cho rồi vô túi người ta sắm xe hơi nhà lầu. Trong khi đó em của mình ở bên Việt Nam bây giờ nó còn ngồi trên chiếc xe lăn, mà xe lăn đó tự em từ bên Mỹ đem về nữa. Thôi em cũng có cái lời thôi, cũng cảm ơn anh Vũ vậy thôi, em cũng chia sẻ vậy thôi. Em cũng cảm ơn anh là một là nghe được cái đài để mà sáng con mắt của mình ra, mở cái đầu của mình ra, chứ từ hồi cách nay là coi như mấy năm trước á thì coi mở FBGN gì đó, bây giờ em cắt nước từ hồi nay là ba năm nay đó. Không có nghe gì đó, chỉ sáng mở mắt ra là 5-6 giờ là 7 giờ lúc dậy là nghe cái đài của anh đó với Vũ Linh. Thì thôi em cũng cảm ơn anh là giúp cho những cái thuốc đó là cái bây giờ cho anh hỏi Huỳnh nè. Dạ. Thực ra là 10 năm qua đó người em hay là người anh dự thương với bên Bến Tre không hề nhận được một cắt nào hả? Thì không có được một sen với rồi, được một cắt. Em đã bao nhiêu lần nộp hồ sơ giấy tờ của anh ta về cái hội California? Em đã nộp mấy lần? Dạ nộp một lần đầu tiên hết là nộp hết luôn á, nó biểu giấy tờ làm bản chính rồi đưa nộp hết vào. Tức là có tên, có tuổi, có điện thoại, có địa chỉ, có nơi ăn, có chỗ ở đầy đủ đúng không? Dạ. Nhưng mà vẫn không có một câu trả lời đúng không? Dạ không có cái gì hết trơn. Ok thôi thì em của em á ở địa chỉ 355A